Nguyễn Minh chào cả nhà yêu nha. Bây giờ thì Nguyễn Minh vẫn đang ở nhà, nhưng mà chuẩn bị là Nguyễn Minh đi giao hàng chiều nay. Thì Nguyễn Minh cũng xin báo cáo với các bạn bè trong câu lạc bộ cũng như ngoài câu lạc bộ, mọi người ủng hộ Nguyễn Minh. Nguyễn Minh vừa rồi có mở một kênh Nguyễn Minh Vlog. Gọi là cũng là vui, cũng là muốn là mọi người chia sẻ những tất cả những công việc hàng ngày, rồi công việc của Nguyễn Minh cũng như công việc bạn bè, rồi quê hương. Thì mình cũng xin báo cáo với cả nhà là nếu cả nhà mà ai yêu quý Nguyễn Minh ấy, thì vào kênh Vlog Nguyễn Minh, đăng ký cho Nguyễn Minh một lượt. Chỉ cần mỗi người một lượt đăng ký cho Nguyễn Minh là Nguyễn Minh rất chỉ là cảm ơn. Thực sự là có đăng ký cho Nguyễn Minh thì mọi người cũng chẳng có một ảnh hưởng một cái gì tới tới mọi người cả, mà chỉ có Nguyễn Minh mở cái kênh vlog thì là phải đủ 1.000 like thì người ta mới mở kênh cho Nguyễn Minh. Vì vậy là Nguyễn Minh rất cần các bạn thực sự là hợp tác ủng hộ Nguyễn Minh ạ. Các bạn vào kênh Vlog Nguyễn Minh rồi xem sao nghề có một cái chữ đỏ đỏ màu đỏ đăng ký ở bên góc phải này, thì mọi người ấn vào đăng ký cho Nguyễn Minh đấy, một cái là Nguyễn Minh được thêm một người tương tác nữa. Thì Nguyễn Minh rất chi là cảm ơn, Nguyễn Minh cảm ơn mọi người rất nhiều. Thì bây giờ Nguyễn Minh lại bắt đầu đi giao hàng. Đây là mình đang ở nhà. Nhà mình có những bụi hoa rất đẹp mà đang nở rộ đấy cả nhà ơi. Đấy. Bụi hoa rất đẹp ạ. Đây ạ, còn những cái bụi hồng thì Nguyễn Minh cũng đang rồng ở nhà. Nó đang ra hoa rất chi là đẹp. Nguyễn Minh cũng muốn là cả nhà yêu, mỗi người ủng hộ cho Nguyễn Minh đấy, một mình một chú lút, một lút chia sẻ, một lút đăng ký. Nhà Nguyễn Minh có cây mít này rất chi là ngon nhé cả nhà nhé. Đây, năm ngoái nó ra được khoảng độ hơn 40 quả. Năm ngoái ra hơn 40 quả, nó là mít mật nhưng mà nó núi khô. Khô ăn ngon như mít dai ấy. Đây cả nhà yêu này. Nhà mình có những bụi hoa rất đẹp này. Ôi cô chí xấu. Ôi cô chí xấu, ôi cô chí xấu. Ôi cô chí xấu quá. Ôi cô chí xấu cũng. Cô chí xấu quá. Cả nhà yêu nha. Mình cũng nhờ tất cả các mọi người ở trong câu lạc bộ cũng như ngoài câu lạc bộ thì xem kênh Vlog Nguyễn Minh rồi ủng hộ mình nha. Mỗi người ủng hộ mình một nút đăng ký nha. Đây là cây cọ của nhà mình nè. Cây cọ đang trổ hoa rất là đẹp đấy ạ. Cả nhà nhìn thấy không? Cây cọ rất đẹp. Bây giờ có lẽ là mình cũng đi giao hàng. Tranh thủ mình đi giao hàng để kiếm kiếm tiền. Mình cũng muốn là cả nhà yêu là cổ vũ ủng hộ Nguyễn Minh nhá. Cố gắng là vào kênh Vlog Nguyễn Minh. Vlog Nguyễn Minh nha các bạn, phải nhớ là rất chi là nhiều Nguyễn Minh đấy ạ. Các bạn nhìn mình gọi là có đội một cái mũ của dân tộc. Và cứ vào kênh của mình cũng vừa có các chị em bạn hát này, vừa có đi bán hàng, giao hàng ấy. Thì mọi người chia sẻ cho Nguyễn Minh nhé. Mình thực sự là mình cảm ơn lắm. Cứ mỗi một ngày mà cái kênh của mình nó nhảy lên được một vài người đăng ký là mình rất chi là vui. Bây giờ mình lại tiếp tục cái giao hàng ấy cả nhà này. Đây. Mình lại tiếp tục đi giao hàng chiều nay. Thế từ giờ đến tối cũng mong là cả nhà yêu cho mình thêm ủng hộ mình thêm đấy, độ mấy nút đấy nha, mấy cái đăng ký đấy nha. Giờ mình bắt đầu mình
đóng cửa và mình đi giao hàng. Cả nhà yêu nhớ ủng hộ mình đấy. Từ dần tối mà mình mở máy ra mà mình thấy thêm một cái vài nút đăng ký nữa là mình mừng lắm đấy. Vì là thực sự ra mình mới mở được có mấy hôm thôi thì cũng này cũng được là 44 anh chị em, 43-44 anh chị em vào ủng hộ đăng ký rồi, mình rất chỉ là vui. Thế mình cũng mong là mọi người cố gắng ủng hộ Nguyễn Minh để có một cái kênh vlog, kênh riêng cho mình. Và mình sẽ đăng các bạn, rồi đăng cuộc sống, rồi đăng những cái gì mới mới mình đăng lên để cả nhà cũng được thưởng thức. Bây giờ mình đóng cửa mình đi chợ nha. Hai. Đâu đây? Cô Chí đâu rồi đây? Chí đâu đây? Chào cả nhà yêu nha, mình đi giao hàng đây. Cả nhà tư dẫn tới cổ vũ cho Nguyễn Minh vào công kênh vlog Nguyễn Minh, đăng ký cho mình nha. Mình thấy mọi người đăng ký nổi lên là mình rất chỉ là mừng, rất chỉ là vui. Mình cảm ơn tất cả anh chị em ở trong câu lạc bộ cũng như ngoài câu lạc bộ. Mình hôm nay là con trai đã mở cho mình được mấy hôm rồi, nhưng hôm nay mình thấy được 43 người đăng ký rồi, mình rất chỉ là vui. Mình mong là cái tháng này cố gắng lấy độ 200 người. Từ giờ đến Tết là phải đủ 1.000 người đăng ký, nhưng mà mình sẽ cố gắng. Mình cố gắng mà tất cả mọi người ủng hộ mình mới thành công được ạ. Chứ một mình mà không có mọi người ủng hộ thì mình cũng không thể thành công được. Vì vậy mình xin tất cả mọi người ủng hộ cổ vũ cho mình nhé. Bye bye, mình xin chào tất cả mọi người. Mình đi giao hàng.